Mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phạm Văn Sinh. Đầu tiên, trước khi bắt đầu thì dành cho các bạn mới lần đầu ghé thăm kênh, thì kênh này chia sẻ về các cái kiến thức về lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là trong hai ngành là ngành tự động hóa và ngành cơ điện tử. Các bạn có thể ghé thăm cái trang web chính thức của kênh là vietnamcat.com và các bạn cũng có thể ghé thăm các cái bài viết ở blog là blog.vietnamcat.com. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung chính thức của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần mềm Redlink là gì. Về phần mềm Redlink, đây là một cái phần mềm do hãng Rockwell Automation phát triển. Để đơn giản thì chúng ta có thể hiểu phần mềm Redlink, đây là cái phần mềm giao tiếp trung gian giữa phần cứng và phần mềm do hãng Rockwell phát triển. Khi nhìn vào cái icon của phần mềm này thì phần nào các bạn cũng có thể đoán ra được ý nghĩa của nó. Bạn có thể thấy là chúng ta có cái hình ảnh máy tính đại diện cho phần mềm và hình ảnh bộ POC nó có thể đại diện cho các cái phần cứng, và ở giữa nó sẽ có các cái mắt xích để đấu nối với nhau. Như vậy hiểu một cách đơn giản thì phần mềm Redlink nó đóng vai trò như là một cái cầu nối giữa hai bờ, đó là phần cứng và phần mềm. Về phần cứng thì ở đây các bạn có thể hiểu là các cái bộ POC, các cái bộ biến tần, rồi các cái màn hình panel view của hãng Aaron Radley, có thể viết tắt là AB. Ở đây thì mình giải thích một tí là hãng Aaron Radley là trước kia thì nó là của Aaron Radley, nhưng mà sau đó thì được Rockwell mua lại. Và khi mà nói về các cái bộ phần cứng thì thường người ta sẽ dùng là Aaron Radley, còn khi nói về phần mềm thì thường là chúng ta sẽ nói Rockwell Automation. Và phần mềm thì ở đây chúng ta có thể hiểu là các cái phần mềm lập trình POC, ví dụ như là phần mềm CCW hoặc là phần mềm lập trình như là Studio 5000, trước kia thì nó là RS 5000, rồi các cái phần mềm để lập trình SCADA như là Factory ThoughtView, vân vân. Như vậy là khi chúng ta sử dụng bất kỳ cái phần mềm nào liên quan đến trao đổi dữ liệu giữa máy tính và POC của Rockwell, hoặc là giữa POC với biến tần màn hình panel view, thì chúng ta đều sử dụng phần mềm Redlink. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các cái loại Redlink ha. Thì hiện tại là có 4 cái bảng để đáp ứng các cái nhu cầu cũng như chi phí sử dụng, đó là Redlink Classic Lite, rồi Redlink Classic Signal Notes, rồi Redlink Classic OMM, rồi Redlink Classic Gateway. Thì về cái điểm khác nhau của 4 loại này thì chúng ta sẽ có các cái video nói chi tiết về lần sau. Về nội dung hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về cái phần mềm Redlink là gì và cái ứng dụng của nó khi mà chúng ta sử dụng các cái phần mềm của Rockwell. Hy vọng mà nội dung hôm nay có ích cho các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.